Vô số phần thưởng ngoài tiền mặt của U23, xe hơi, nhà cửa, hàng hiệu trang trề, quà riêng của Quang Hải Tiến Dũng thì quá choáng. Các cầu thủ tài năng thực sự đổi đời sau giải đấu mang tính chất lịch sử này. Bên cạnh phần thưởng vô giá là tình yêu to lớn của hơn 90 triệu người dân Việt Nam, đội tuyển U23 còn nhận được rất nhiều quà vật chất ý nghĩa đến từ các công ty, doanh nghiệp, ban ngành. Cơn địa chấn chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà do các chàng trai tạo ra đã khơi dậy sự phấn khích cũng như niềm tin rất lớn của các doanh nhân, nhà tài trợ. Tất cả đều mong chờ vào sự khởi sắc của nền thể thao nước nhà. Ngoài hàng chục tỷ tiền mặt, các cầu thủ còn hứa hẹn sẽ sở hữu những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp dài hạn với phòng hạng sang trải dài từ Bắc, Trung, Nam. Trang phục hàng hiệu, thiết bị điện tử, điển hình là điện thoại thông minh, học bổng tiếng Anh, học phí lái xe, dịch vụ hàng không miễn phí trong vòng 1 năm, vô số gói bảo hiểm, voucher mua nhà, thẻ tập VIP, dùng bữa miễn phí, gói cước sử dụng điện thoại di động trị giá hàng tỷ đồng. Công ty BNG sẽ chế tác huy chương vàng thật để trao tặng cho các cầu thủ. Công ty Sony Việt Nam trao tặng quà giá trị hơn 3,5 tỷ đồng. Riêng một công ty du lịch sẵn sàng tặng Quang Hải và Bùi Tiến Dũng thủ môn một chuyến du lịch tới thiên đường hạ giới Maldives trị giá 60 triệu một người. Chưa hết, Quang Hải tiếp tục được nhận riêng một chuyến du lịch Bồ Đào Nha. Công ty LG dành tặng chiếc TV 65 inch cao cấp trị giá 120 triệu đồng cho Quang Hải sau bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam ở trận chung kết. Cùng chết cụ thể với bản thống kê được cho là món quà đắt đỏ sang chảnh mà các cầu thủ U23 sẽ nhận được. Cơ hội diện kiến Thủ tướng huy chương lao động hạng nhất và bằng khen chính là những món quà thiêng liêng mà tập thể U23 có được. Huấn luyện viên Park Hang-seo, thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải được nhận huy chương lao động hạng 3. Loạt iPhone X được sắp xếp gọn gàng trước khi trao đến tay các cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng Park được một công ty tặng thưởng xe Kia trị giá 780 triệu đồng. Chủ tịch tập đoàn City Group tặng một tuần nghỉ dưỡng Vũng Tàu bên cạnh 1 tỷ tiền mặt. Số tiền thưởng kết xù sau trận bán kết đã tăng gấp bội tới sau trận chung kết. Nữ doanh nhân Lê Vân Anh, vợ của đại gia Kim Cương, người từng là bạn trai của Hồ Ngọc Hà, cũng tuyên bố tặng mỗi cầu thủ một cặp nhẫn cưới Kim Cương trị giá 20 triệu đồng khi họ kết hôn. Thời gian liên hệ để xác nhận là 3 tháng và có giá trị vĩnh viễn. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường ngỏ ý muốn tặng thưởng riêng cho cầu thủ Hà Đức Chinh. Anh là một fan cuồng của chân sút sinh năm 1997, quê Phú Thọ. Thủ môn Tiến Dũng và tiền vệ Quang Hải thi đấu xuất sắc nên được các doanh nhân ưu ái hơn. Bật mí về mối tình của Quang Hải với bạn gái kém 2 tuổi. Đẹp trai tài năng Nguyễn Quang Hải, người hùng của U23 Việt Nam, được rất nhiều cô gái hâm mộ. Tuy nhiên trên thực tế, cầu thủ này đã có bạn gái rất xinh xắn, đang theo học một trường nghệ thuật tại Hà Nội. Suốt hôm về nước đến giờ bạn chưa về nhà, vậy bố mẹ có gọi điện nhiều không? Hôm ở sân bay, em mới gặp bố mẹ 2 phút vì quá đông người hâm mộ. Trước đó bố mẹ em đã khóc rất nhiều sau mỗi trận đấu vì thương con. Mẹ lo vì chưa bao giờ em phải đá ở thời tiết lạnh như thế, mặt đỏ ửng. Nhưng sau những lo lắng, bố mẹ luôn động viên em ăn uống, ngủ nghỉ thật tốt để có thể lực tốt nhất. Với những thành công tại giải U23 châu Á, bạn sẽ được thưởng khoản tiền lớn. Bạn có trích một số tiền, mua quà tặng bố mẹ, anh trai, người thân hay bạn gái không? Em nghĩ là bố mẹ đã rất vất vả để nuôi em và luôn bên cạnh em. Vì thế chắc chắn em sẽ có những món quà tặng bố mẹ và người thân. Vậy còn bạn gái thì sao? Cái đấy tính sau đi à? Quang Hải tự thấy mình có tính cách giống bố hay mẹ nhiều hơn. Tính cách của em giống mẹ nhiều hơn vì mẹ rất đam mê bóng đá. Từ ngày em còn nhỏ, mẹ thường đi theo tất cả các trận đấu để cổ vũ. Đây là động lực để em đi đá bóng và phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bạn có thể chia sẻ gì về người anh trai của mình? Anh ấy có yêu bóng đá như bạn? Ngày xưa anh trai em đi đá bóng cùng em. Hai anh em đá cùng một đội. Khi mà thi đấu ở các giải làng xã, nhưng khi lên cấp độ cao như huyện, thành phố, em lại là người được chọn chứ không phải anh trai. Anh trai hơn em 3 tuổi, bây giờ đang ở nhà và làm công việc tự do. Từ lúc về Việt Nam đến giờ, bạn gái đã nhắn tin cho bạn chưa? Bạn gái có hứa sẽ tặng một món quà gì cho Quang Hải vì thi đấu xuất sắc vừa qua không? Em vẫn nói chuyện thường xuyên với bạn gái hàng ngày, còn chuyện quà em nghĩ chắc phải gặp nhau mới biết. Con gái thường hay giữ bí mật, chứ em bây giờ không biết là bạn gái sẽ định tặng gì cho mình cả.
Bây giờ Quang Hải rất nổi tiếng, đi đâu cũng nhận được tình cảm của nhiều cô gái hâm mộ. Vậy trước một tương lai nhiều khó khăn phía trước, làm sao để vẫn đáp được tình cảm của fan nữ mà vẫn cho người yêu thấy mình vẫn chung thủy? Nói chung với bạn gái, bạn thân hay người thân, em luôn dành một tình cảm đặc biệt. Người hâm mộ dành cho em tình cảm, em cũng phải đáp trả lại họ bằng cách sẽ phải thi đấu thật tốt. Điều này em nghĩ chắc mọi người mong muốn nhất. Trước đây khi bạn chưa được săn đón trên truyền thông, việc yêu ai, xinh hay không xinh, trắng hay đen mọi người chưa quan tâm nhiều. Nhưng với giải U23 châu Á, khi bạn tỏa sáng thì tức từng tật những gì liên quan. Như bạn gái học ở đâu, chẳng hạn đều được khai thác xuất hiện rất nhiều. Bạn chia sẻ gì về bạn gái mình, hai người yêu nhau lâu chưa? Bọn em quen nhau được khoảng 2 năm, mọi thứ đến rất tình cờ. Nói chung với em, bạn gái em quan niệm xinh hay không, trắng hay đen cũng không quan trọng. Bằng cách họ hiểu mình và luôn thông cảm cho mình, bạn gái em là người Quảng Nam và hiện đang học ở Hà Nội. Sắp đến Valentine, Quang Hải bật mí kế hoạch với bạn được không? Đối với cầu thủ bóng đá chắc không được lãng mạn như người bình thường, em nghĩ mình sẽ cố gắng dành thời gian để đi chơi thôi. Nhưng bây giờ đi chơi ngoài đường, bạn dễ bị nhiều người nhận ra đó, thế chắc em phải bịt kín mặt đi ra đường. Càng bịt kín sẽ càng bị dễ phát hiện, nhiều ca sĩ nổi tiếng đeo nhiều khẩu trang nhưng vẫn bị phát hiện như thường. Ôi, vậy chị khuyên em cứ phải mặc bình thường để ra đường thế ạ. Trước khi nói lời chia tay, Quang Hải, hãy tặng một món quà gì đó cho độc giả báo, ví dụ như một câu hát chẳng hạn. Vì tôi nghĩ với người hâm mộ, việc bạn hát hay không quan trọng bằng việc họ muốn được nghe tiếng hát của bạn. Thực sự em không biết hát và cũng không bao giờ hát. Đối với em, những trận thi đấu hết mình là món quà dành cho người hâm mộ. Chắc phải chờ em về luyện chị ạ. Cảm ơn Quang Hải về cuộc trò chuyện này. Chỉ mong Tiến Dũng không là Mạc Hồng Quân thứ hai. Cũng từng được săn đón tung hô như một ngôi sao trên sân cỏ, nhưng Mạc Hồng Quân tự đánh mất phong độ vì những ồn ào chuyện tình cảm. Tài năng đẹp trai, chàng thủ môn Tiến Dũng trở thành cơn sốt với hội chị em. Sau loạt chiến thắng kỳ tích của U23 Việt Nam, tuy nhiên khi Tiến Dũng càng được yêu mến, được nhiều mỹ nhân săn đón lại khiến người hâm mộ trở nên lo lắng và gợi nhắc đến cầu thủ Mạc Hồng Quân cách đây vài năm. Mạc Hồng Quân từng được săn đón, nhưng về sau là trai hư sát gái của showbiz. Khi mới trở về Việt Nam vào năm 2012, sau thời gian cùng gia đình định cư ở Cộng hòa Séc, Mạc Hồng Quân được người hâm mộ biết đến là một chân sút Việt kiều điển trai. Từng thi đấu cho câu lạc bộ Sparta Praha tại giải hạng nhì và được kỳ vọng sẽ mang lại tài năng của mình phục vụ bóng đá Việt Nam. Điểm sáng của Mạc Hồng Quân là ở thời điểm anh khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 3 pha lập công ở giải thi đấu chính thức. Trong thời gian khoác áo U23 Việt Nam, Mạc Hồng Quân đã ghi được 11 bàn thắng, một con số không tồi, thậm chí được tung hô chào đón như một ngôi sao đầy tiềm năng của đội tuyển nước nhà. Thế nhưng khi Mạc Hồng Quân được săn đón trên sân cỏ, cũng là lúc anh dính vào vô số scandal tình ái với các bóng hồng xinh đẹp. Sở hữu vẻ ngoài điển trai khỏe khoắn, Mạc Hồng Quân dễ dàng khiến các cô gái say đắm ngay trên sân cỏ lẫn đời thường. Người tình của tuyển thủ ở thời điểm này là cả một danh sách những chân dài trong giới showbiz liên quan đến như Lê Hà, Nancy Nguyễn, Kỳ Hưng, diễn viên Trang Cherry, Lee Kiu, Emmy Nguyễn. Sau những cuộc tình chóng vánh là đầy rẫy thị phi với chàng cầu thủ trẻ, khi trên mạng xã hội ngập tràn những lời lẽ tố cáo trách móc của những người được cho là tình cũ của anh. Ầm ĩ nhất là vụ việc từ chối nhận đứa con trong bụng của Lee Kiu và sau đó kết hôn với Kỳ Hưng. Hình ảnh Mạc Hồng Quân dần xấu đi trong mắt người hâm mộ khi giới truyền thông chỉ nhắc đến chàng tiền đạo Việt kiều điển trai với những câu chuyện liên quan tới các người đẹp mà không hề đề cập tới chuyên môn hay thành tích trong những trận đấu. Và thước đo rõ nhất là phong độ tuột dốc không phanh. Chỉ mong Tiến Dũng được vinh danh vì tài năng trên sân cỏ hơn là thị phi về chuyện tình cảm. Tiến Dũng được chú ý trong những ngày gần đây, không khác nhiều so với hình ảnh của một Mạc Hồng Quân cách đây vài năm, khi là một ngôi sao trên sân cỏ của U23 Việt Nam. Anh cũng được loạt người đẹp của showbiz tấn công như Angela Phương Trinh hay Bảo Anh Tóc Tiên Hương Giang. Thay nhau bày tỏ tình cảm, sự yêu mến và hâm mộ, song dù chỉ là những lời đùa cợt nhưng gây ra không ít tranh cãi trước trận chung kết. Chính vì sự tương đồng này khiến người hâm mộ lo lắng, không muốn anh trở thành một Mạc Hồng Quân thứ hai khi dính vào thị phi chốn showbiz. Không phải ngẫu nhiên mà các bậc tiền bối lên tiếng khuyên răn Tiến Dũng nên tránh xa giới showbiz để giữ vững sự nghiệp,
Đạo diễn Vũ Ngọc Đảng nhắc nhở Tiến Dũng ngay thời điểm anh được những bóng hồng vây quanh. Bây giờ thành công rồi, em đừng quen gái hư showbiz nhé Dũng, gái ngoan thì được. Phương Thanh cũng dành lời khuyên chân thành, em sẽ thành công và rất bản lĩnh. Gái ngoan showbiz thì em quen cũng được, nhưng bền thì chị không chắc, nhưng gái hư showbiz là không nha em. Trong khi đó, đạo diễn Quang Huy bức xúc cho rằng, showbiz dạo này rẻ rúng, thiếu thính tới mức mờ mắt vì ba cái fake cá nhân, cầu view rẻ tiền tào lao, mà không hiểu được trận chung kết này là vận mệnh lịch sử không biết bao giờ mới lặp lại. Giữa lúc được nhiều người đẹp thả thính, công chúng ngay lập tức so sánh Dũng với Mạc Hồng Quân và không muốn anh dẫm vào vết xe đổ của cầu thủ đàn anh. Trải qua nhiều thời gian dài khổ luyện, từ khi còn rất trẻ, với rất nhiều cuộc đào thải, đến lúc lên hương và trở thành ngôi sao của bóng đá là một điều hoàn toàn xứng đáng. Song sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá vốn ngắn ngủi, nếu không biết nắm bắt cơ hội, nếu không có đủ bản lĩnh để va vấp mà lụi tàn. Mỗi thời điểm luôn có những cái tên cầu thủ tỏa sáng trên sân cỏ, như cách mà Tiến Dũng đang gây sốt. Song nhiều người trong đó vẫn đều vướng chuyện tình cảm với những mỹ nhân showbiz và đánh mất phong độ của mình. Đó là lý do người hâm mộ luôn mong muốn ở thời đỉnh cao, Tiến Dũng sẽ thật sự bản lĩnh để tiếp tục tỏa sáng trên sân cỏ, cống hiến cho nền bóng đá nước nhà mà không lầm sâu vào chuyện yêu đương. Trong tương lai gần, công chúng mong muốn được nhìn thấy một Tiến Dũng vinh danh là người hùng, giữ hình ảnh phong độ và tiếp tục làm nên chuyện ở những giải đấu tiếp theo mà không phải là một Mạc Hồng Quân thứ hai khi tên tuổi bị chìm đi.